Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một em đen mực rất là đẹp các bạn ạ, đuôi dài rất côn trùng, sẽ dính đực các bạn nhé. Bạn này thì là của một bạn nhờ mình đăng lên, thì các bạn có nhu cầu các bạn sẽ liên hệ cái số điện thoại ở bên trên nhé, rất là khôn các bạn ạ.